Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Cân Điện Tử Quốc Thịnh. Thì hôm nay Cân Điện Tử Quốc Thịnh sẽ giới thiệu các bạn cách hiệu chuẩn cân điện tử với model là XK3190T7E của hãng cân điện tử Jahua. Thì khi nào mình cần hiệu chuẩn cân thì khi cân sử dụng trong một thời gian dài có dấu hiệu sai lệch thì mình cần hiệu chuẩn lại, hoặc khi mình thay thế thiết bị trên bàn cân hoặc trên sàn cân thì mình cũng cần hiệu chuẩn lại cho chính xác, hoặc khi cân trước khi sử dụng để bảo đảm độ chính xác thì mình cũng cần hiệu chuẩn lại cân. Thì các bước hiệu chuẩn cân như sau. Đầu tiên là các bạn nhấn đồng thời hai phím phân và phím clear. Đó, cân sẽ hiển thị P là 0000. Các bạn nhấn dùng cái phím radio này, các bạn có thể nhập bát là 3 số 1. Đó. Rồi các bạn nhấn phím hold xác nhận. D là D cái độ sai số của cân đấy, tùy cái mức cân sẽ có những sai số khác nhau. Ví dụ như 60 kg có thể sai số 10 g, 100 kg có thể sai số 10 g, 150 hay là sai số 20 g, 300 kg là sai số 50 g. Đó đều là những cái sai số chuẩn theo quy định của nhà nước. Thì các bạn có thể chọn lựa đó bằng cách này. Hiện tại mình đang để là 1 thì mình nhấn chọn xong thì mình nhấn hold xác nhận. DB2 là số, đây là cái số ở phía sau dấu chấm của cân đấy, tức là những đơn vị hàng trăm gram, hàng chục gram đấy. Thì tùy cũng như cái sai số thôi, tùy mức cân thì có những cái sai số cụ thể thì mình có thể chọn lựa DP. Đó, hiện tại mình đang để là 2, nó sẽ là 2 số 0 sau dấu chấm. Đó, các bạn nhấn xác nhận. Còn F này, đây là cái máy tải mắc đây, 2 số 0 sau dấu chấm đấy mình chọn đó. Rồi tải mắc là 30, thì các bạn ví dụ mình nhập là 40 đi, dùng khi mình nhập và dùng cái này đó, 40 kg, mình đang nhập tải mắc 40 kg đó. Rồi mình nhấn xác nhận, đó, cân hiển thị low loát. Rồi khi mình đèn báo stable mình nhấn hầu cái nhấn xác nhận, cân sẽ hiển thị số nội và nhận loát. Thì bắt đầu mình bỏ đồ được, bỏ cái trọng lượng hiệu chuẩn lên. Đó, rồi bắt đầu mình nhấn, lưu ý các bạn lưu ý là cái trọng lượng hiệu chuẩn này mình cần phải biết trước, ví dụ như quả cân 20 kg, hoặc là cái hàng mình là cân với số ký chính xác để mình hiệu chuẩn cho nó chính xác đó. Rồi các bạn nhấn phím hold xác nhận, rồi cân sẽ hiển thị số nội, các bạn thấy ổn định các bạn nhấn. Rồi các bạn nhập số ký, mình nhập ví dụ mình nhập là 20. Đó. Mình để 20 ký thì mình nhập 20, ví dụ như vậy. Rồi. Mình nhấn hold xác nhận. Rồi nhấn hold xác nhận ra. Đó. Khi cân hiển thị như này các bạn có thể lấy xuống và kiểm tra lại. Đó. Đó. Khi kiểm tra đúng thì các bạn quá trình hiệu chuẩn kết thúc, các bạn có thể sử dụng cân. Trên đây là cách hiệu chuẩn cân điện tử Jahua XK3190T7E. Trong quá trình hiệu chuẩn hoặc sử dụng, các bạn có những thắc mắc cần tư vấn hỗ trợ gì thêm, các bạn có thể liên hệ với Cân Điện Tử Quốc Thịnh qua hotline là 0939 121 568 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.